thưa quý vị khán giả hiện nay thì có rất nhiều loại thảo dược được lựa chọn trong việc là giúp tăng cường chức năng gan làm chậm sự tiến triển của sơ gan ưu à, điểm của những sản phẩm này là giá thành thì không hề cao nó rất là hợp lý à, vậy thì xin được hỏi giáo sư là quan điểm của giáo sư về việc là sử dụng thảo dược trong việc là điều trị sơ gan như thế nào ạ và người bị bệnh sơ gan thì nên lựa chọn những sản phẩm như thế nào trong việc hỗ trợ điều trị của mình ạ hiện nay thảo về thảo dược thì có nhiều cái thông báo Thế nhưng mà với tôi thì tôi đã tham gia nghiên cứu về cái thuốc mà có tác dụng ức chế cái phát triển sơ trên thực vụ, thực nghiệm trên động vật thực nghiệm và trên người bệnh đã được điều trị đó là cây cà gai leo. Thế hiện nay thì cây cà gai leo được sử dụng khá nhiều và chúng tôi được nhận biết là cây cà gai leo đã được trồng với cái diện tích lớn và thu hái có tính chất là là công nghiệp để mà làm thuốc và trên thị trường có cái viên giải độc gan tuệ linh đó là sự kết hợp giữa cà gai leo và mật nhân hiện nay thì cái viên giải độc gan tuệ linh là cái viên đã được nghiên cứu đưa vào để mà, mà sử dụng và chúng tôi đã sử dụng trên lâm sàng ở bệnh viện quân y trung ương quân đội 108 cũng như ở bệnh viện 103, bệnh viện 354 thì thấy có tác dụng tốt đối với bệnh nhân viêm gan virus mãn tính, cấp tính cũng như là bệnh nhân có bắt đầu có sơ gan. Vâng, thưa giáo sư là có một câu hỏi của một khán giả gửi về cho chương trình và rất mong là sẽ nhận được cái sự giải đáp của giáo sư Nguyễn Văn Mùi cho câu hỏi này. Đó là câu hỏi đến từ khán giả Trịnh Văn Biên hiện nay đang sống tại Bắc Ninh. Tôi bị viêm gan B thể hoạt động 2 năm nay rồi. Mặc dù vẫn uống thuốc đều nhưng vừa rồi đi khám lại thì đã phát triển thành sơ gan giai đoạn đầu. Vậy thì xin hỏi giáo sư và chương trình như vậy bệnh của tôi có phải đã nghiêm trọng không? Tôi cần làm gì để ngăn ngừa sơ gan tiến triển? Tôi xin cảm ơn chương trình. Về bệnh lý của bạn thì có thể nói là là viêm gan virus B mà đang điều trị. Chắc là để bạn đang điều trị hóa dược để thuốc ức chế virus thì có thể dùng thêm các cái thuốc thảo dược để mà hỗ trợ điều trị rất tốt hoặc là cây cà gai leo thì có thể cà gai leo bạn có thể dùng sắc nước uống cũng được cái cây cà gai leo có tác dụng ức chế việc phát triển sơ rất tốt